Lê Vân xin được mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Bánh Ngon Miền Tây. Quý vị và các bạn thân mến, Lê Vân biết rằng vẫn còn rất là nhiều loại bánh mà chương trình chưa giới thiệu đến quý vị. Không biết là quý vị muốn tìm hiểu tiếp về loại bánh nào đây? Chính vì thế mà hôm nay Lê Vân mời quý vị chúng ta sẽ cùng thực hiện một loại xôi đậm chất miền Tây quý vị nhé. Nhưng không phải là xôi thịt, cũng không phải là xôi gà, mà đó chính là xôi dị. Vậy thì xôi dị có gì đặc biệt và cách chế biến có giống với các loại xôi khác hay không? Chúng ta sẽ cùng được biết ngay sau đây. Hôm nay, chương trình mời các bạn sẽ cùng thực hiện món xôi dị nhé. Và ba nguyên liệu chính không thể thiếu cho món xôi này đó là nếp, đậu xanh không giỏ và đường cát. Giờ chúng ta bắt đầu ngay thôi nào. Trước tiên, các bạn hãy đem đậu xanh đã ngâm nước đi nấu. Hãy cho thêm ít muối để vị đậu được đậm đà. Khi nào đậu chín thì khuếch nhuyễn ra. Vậy là phần đậu đã xong rồi đó. Tiếp tục chuyển qua công đoạn nấu xôi các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cho một ít nước giảo dừa vào nồi. Bên dưới hãy lót một lớp lá chuối. Các bạn biết không, đây là bí quyết để xôi khi chín sẽ không bị cháy khét lớp đáy. Tiếp tục cho nếp đã vo sạch vào nấu đi nào. Bây giờ thì các bạn hãy cho thêm nước nóng. Khi thấy nước xâm sắp mặt nếp là được. Chúng ta sẽ nấu đến khi nếp chín, nở đều thì tiếp tục rưới nước cốt dừa lên và xới đều để xôi thêm thơm béo. Wow, nhìn mà xem, từng hạt xôi căng bóng lại thơm phức mùi nước cốt dừa nữa chứ. Chỉ trông thấy thôi là đã biết dẻo ngon cỡ nào rồi, đúng không nào? Chưa xong đâu, còn nhiều công đoạn lắm các bạn nhé. Giờ thì chúng ta hãy đặt chảo lên bếp và cho một ít nước cốt dừa vào. Sau đó cho đường cát vào thắng để đường được tan ra. Tùy theo sở thích ăn ngọt hay không mà các bạn cho đường với liều lượng vừa phải nhé. Còn chờ gì nữa mà không cho phần xôi còn nóng vào chảo đi nào. Các bạn hãy xào thật đều tay để đường được thấm vào từng hạt xôi. Tiếp đến là phần đậu xanh đã nấu chín. Cuối cùng, sẽ cho một ít vani vào để tăng hương vị cho món xôi dị nhé. Giờ thì mọi thứ đã qua quyện cùng nhau. Chúng ta hãy cùng cho ra sửng đi nào. Các bạn nhớ tha một ít dầu ăn lên lá chuối và cho lên một lớp mè rang. Tiếp đến, cho hết phần xôi dị vào và trải đều ra cho xôi dị được dẻ dặt. Cuối cùng là cho lên trên mặt một lớp mè rang nữa là sẽ hoàn tất.
Ôi, trông thật là hấp dẫn làm sao. Chỉ muốn xôi dị được mau nguội để đem cắt ra và thưởng thức ngay lập tức vậy đó. Nhìn từng miếng xôi dị dẻo thơm được làm ra mà thiết nghĩ, những người phụ nữ miền Tây thật khéo léo quá đi thôi. Thưa quý vị và các bạn, xôi dị, một món bánh rất đổi dân dã đúng không ạ? À? Nó không chỉ dẻo ngon từ nếp, ngọt bùi từ đường đậu mà còn thơm thảo từ chính tình cảm và tâm huyết của những người phụ nữ miền Tây đã đặt trọn vào trong từng món bánh mà mình đã làm ra nữa. Vâng thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Lê Vân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.